Hà Nội vào một ngày bình thường. Hà Nội vào một ngày đặc biệt, sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 12 năm 2015. 10.000 người đã gặp nhau, bên nhau và chạy cùng nhau. Từ những em bé chập chững bước đi, cho đến các bạn học sinh, sinh viên, công nhân viên chức và những nhà ngoại giao, các vị lãnh đạo đã cùng nhau tham gia vào một hoạt động vô cùng ý nghĩa, cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2015. Niềm hạnh phúc ngập tràn tại Hà Nội trong một ngày Chủ nhật đầu đông đầy nắng. Tôi thấy đây là một cái tổ chức, một cái phát động phong trào rất có ý nghĩa cho Việt Nam nói chung và cho trẻ em nói riêng, bởi vì qua những cái dịp như thế này là kêu gọi được cái sự hỗ trợ của cộng đồng vì cái trách nhiệm chung trong cái sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với trẻ em. Cộng đồng để cuộc chạy năm nay diễn ra thành công tốt đẹp.